Rồi. Bây giờ ví dụ cái chữ này envelope này, bây giờ thầy sẽ vô object envelope distort. Bây giờ thầy sẽ chọn là make with mesh. Object envelope distort, chọn là make with mesh. Chọn theo lưới with mesh bấm preview thì cho thấy là cái số lưới nó sẽ xuất hiện. Cái số lưới nó sẽ xuất hiện. Rồi cái số hàng này thì thầy giảm xuống, ví dụ còn một hàng thôi, nhưng mà số cột thì tăng lên, số cột thì tăng lên. À. Rồi nhấn OK nè. Chọn số row, số hàng là một hàng thôi, nhưng mà cột thì tăng lên, rồi nhấn OK. Khi đó nó cái này là nó tạo cái mesh, là tạo cái lưới. Khi đó chúng ta dùng chuột trắng, chúng ta mới nhấp vào mấy cái điểm, chúng ta kéo lên. Mấy cái điểm này là nắm mà kéo lên. Đó, chúng ta cứ nắm cái điểm này, cứ giờ lên giờ xuống vậy đó, thì chúng ta sẽ có cái hình nó đặc biệt chút xíu, nó biến dạng á. Nghe nhau không? Đó, chúng ta cứ làm một cách ngẫu nhiên đi, cũng đừng có gì, cứ lớn nhỏ lớn nhỏ. Đó, ví dụ vậy. OK, xin mời lớp mình làm thầy bài này dùng mesh nha, dùng điểm á. Rồi OK.